chữa cháy nhân tạo rồi. Thế thì chọn một trong hai cái thôi. Đấy đúng rồi. Để đi điền cái chữ tài khoản đi. Đấy đúng rồi. Cái này không phải. Đấy là cái khác. Tiếp vào đây. Chọn cái lưu lại bắt lại đi. Vừa lấy này cái nào? Nhớ là 1823 tức là nào? Chọn vào tài khoản đừng làm gì cả. À, đổi không giữ được. Ok, rồi. Ờ, còn bạn nào nữa? Còn bạn nào nữa chưa có một trung tâm nào? Ai chưa có trung tâm tài khoản để tôi hỗ trợ nào? Ok, rất tốt. Có một trung tâm tài khoản chưa? Đâu? Mở ra cho tôi xem này. Cái email cũng mơ trần của bạn là cái email nào? Đúng không? Lười. Cái này không phải. Đấy, đã xong rồi đấy. Từ từ. Đây. Xong rồi bạn sẽ tạo từng tài khoản nhỏ. Đấy không phải. Trung tâm là sẽ đăng ký khác. Từ từ. Đó, đúng email này không? Một email có thể tạo ra 5 cái tài khoản, bạn phải chú ý xem tài khoản nào đúng cái email mới chuẩn không? Nhìn xem đã là mai gọi lại giùm em nhé, rồi mong tiện. Một trong hai thì đây. Còn ai chưa có một trận Migrant Center MCDS của ok, chúng ta sẽ đi đến cái trung tâm tài khoản của chúng ta. Đi đến trung tâm tài khoản của chúng ta. Đấy, tôi sẽ làm mẫu cho chúng ta nhé. Rồi. Đi đến tài khoản Google Ads của chúng ta. Và ở tab tài khoản, hãy tạo cho tôi một tài khoản mới. Đã. Và tài khoản đó đặt tên là Google Shopping đi. Các bạn có thể làm ở trên tài khoản cũ cũng được. Nhưng lời khuyên của tôi, hãy nên tạo ra một tài khoản mới chuyên về Google Shopping. Nhìn mấy này thế ạ? Rồi, xong chưa? Tạo ra cho tôi một tài khoản mới. Đặt tên cho tài khoản đó là Google Shopping cho nó đơn giản. Nhìn kết cục tài khoản này. Tạo một tài khoản mới, đặt tên cho nó là Google Shopping. Không được ạ? À? Em nhầm email phải. Em tốt nhất là mật trình duyệt ẩn danh đi. Các bạn hay vướng một cái lỗi là trong một cái trình duyệt bạn đăng nhập quá nhiều email của Google. Thế nên là nó hay bị nhầm lẫn. Các bạn nhìn cái trình duyệt tôi ạ, tôi có rất nhiều trình duyệt, mỗi một trình duyệt tôi chỉ đăng nhập một email thôi. Đến chưa? Nó đang quay có nghĩa là gì? À, nó đang lag, nghĩa là chưa được vào được mạng. Ok, tạo tài khoản đi. Ok ạ. Tạo tài khoản cho tôi nào, bạn nào khó khăn trong việc tạo tài khoản, gọi tôi hỗ trợ. Hay kết tài khoản với Google AdWords hay là Google Express là chọn nào? Google AdWords, Express là tài khoản nhanh, và nhanh thì sẽ không tới yêu. Express thì nó có thể tạo lên trên cái Google Business địa điểm, rất là nhanh. Chọn cái tài khoản Google Ads. Tài khoản Google Express là thường phù hợp với những nhà hàng muốn quảng cáo cho những người gần xung quanh. Ở gần xung quanh thì rất phù hợp. Ok. Rồi. Hãy nhấp chuột cho tôi vào cái tài khoản Google Shopping đó đi. Những học viên cũ, chúng tôi hỏi tại sao tôi lại phải mở một tài khoản mới về Google Shopping ạ? Sao không cho nó sử dụng ở những tài khoản lâu đời rồi?
Tại sao tôi phải sử dụng Google xúc tích mới? Đúng rồi ạ, chia ra để trị và được hưởng phí mức tăng 1.350.000. Các bạn kết nối với tôi là bạn được tặng 1.350.000 cho mỗi tài khoản mới tạo ra. Nhưng đừng có lạm dụng nó mà mỗi một tài khoản phải có mục đích riêng. Đó. Chứ mà nhân bản thì ăn cúp bông, gần đây có ông học viên nhắn tin em tạo ra 30 tài khoản. Nó bị khóa hết cả 30 rồi. Khóa luôn ở trung tâm vì chính sách lạm dụng mã khuyến mại. Rồi trên thị trường các ông đang đi mua những cái mã cúp bông 400, 800. Các bạn vào Google search nó cho đầy trang search, đừng search thị trường Việt Nam mình. Muốn mua, muốn kiếm cái đó dễ lắm. Các bạn sang cái thị trường mở tại ở nước khác là cái thị trường mà Google đang cho thả nổi. Thả nổi, các bạn hiểu vấn đề không? Tôi đang hướng dẫn các bạn làm sao các bạn không phải mua mấy cái đấy. Ở bên nước ngoài nó cho đầy. Khi năm 2008 về Việt Nam mình nhỉ, Google Việt Nam mình là thả nổi. Nó cho mã cúp bông đầy ra để làm sao? Để cho người nhà dùng Google. Những nhà quảng cáo dùng quảng cáo Google thế không có tiền sướng, bây giờ nghiện chưa? Những cái nước mà Google có cái chạy ví dụ như Nga thì Google gần đây nhất là chiếm 36% thị phần tại nước Nga thôi nhé, Google đấy. Còn lại đối với các bạn, cách công cụ tìm kiếm của Nga chủ yếu là gì? Trang gì? Trang đấy. Đó. Trung Quốc thì là Hồng Kông. Trung Quốc thì là Baidu rồi, không được vào được rồi, nhưng mà Google đang mở thành công. Tại sao gần đây này có những cái mà nó bây giờ nó dừng rồi, bây giờ nó bị cấm rồi, không phải cấm mà bây giờ là hết nguồn để bán rồi. Có nhiều ông bán 10%, tức là mày tiêu 10 triệu mày chỉ phải trả 1 triệu thôi. Nghe vấn đề này chưa? Đã nghe việc đó bao giờ chưa? Không phải chạy bùng, chạy đó là chạy tiền thật luôn. Chạy 10 triệu, 20 triệu chỉ trả từ 10 cho đến 30% thôi. Bởi vì ạ, một, nó ăn cắp tiền của người khác bên nước ngoài bắn vào tài khoản của bạn quá, hay nó sử dụng tài khoản không phải CC, không phải uy tín, tài khoản tín dụng của Google. Google cho phép một doanh nghiệp nợ tiền cho Google bắt đầu từ 5.000 đô cho đến rất nhiều tiền. 2 tháng đủ số tiền đó trả lần. Thị trường Hồng Kông trước đây bán những cái tài khoản voice, invoice đó về Việt Nam mình quá trời luôn. Tức là nó lập doanh nghiệp ở bên Hồng Kông thì Hồng Kông xin dễ lắm. Vì làm sao? Trung Quốc nó siết chặt mà. Đến Hồng Kông nó siết chặt, nó không cho Google phát triển. Thế là Google phải sao? Để cho doanh nghiệp. Đó. Thế nên là cái đợt mà nó tuồn hàng từ Hồng Kông về phải chi tiêu bao nhiêu được, tiêu một ngày 1 tỷ càng tốt, mà chỉ để trả 10% thôi. Nó đưa những cái tài khoản Bitcoin đó cho những cái ông về Việt Nam mình vào, hiểu không? Đó là lý do tại sao mà trên thị trường, ở thị trường có rất nhiều người nó đang làm sao muốn mua muốn bán, các bạn đừng mua. Thứ nhất, nó đang vi phạm pháp luật. Thứ hai, nó vi phạm đạo đức lương tâm. Cái đó tôi không khuyến khích, nhưng tôi đang giải thích cho bạn để tránh nó đi. Rất nhiều người cứ bị rơi vào cái tình trạng là thấy nó rẻ. Rẻ nhưng thật sự là nó ảnh hưởng lớn đến bạn đấy. Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lương tâm thì không thể thành công đâu nhá. Ok, quay trở lại. Tại sao tôi bảo các bạn nên tạo ra một tài khoản mới? Thứ nhất, nếu các bạn học khóa học xoáy giả của tôi rồi thì các bạn sẽ biết nhớ đến một cái tư duy, một cái chiến lược chia ra để trị. Chiếc càng nhỏ càng tối ưu, chiếc càng nhỏ càng dễ kiểm soát, chiếc càng nhỏ càng tốt. Và buổi sau đến phần tối ưu thì chúng ta còn phải chia nhỏ nữa cơ. Đó. Thế thì chúng ta mở một tài khoản mới này, đi đến cho tôi cái tab chiến dịch của bạn. Đi đến tab chiến dịch của bạn nhé. Điền tab chiến dịch này hoặc ấn GC này, nó tự đến tab chiến dịch chúng ta. Ấn cửa phím G rồi ấn C. Rồi, dừng lại nhìn trên bảng này, các bạn mẫu này. Vì ở đây vẫn có những bạn chưa học tôi thì thao tác
nó sẽ chậm hơn những bạn học viên cũ. Thắc mắc khá đơn giản này, cộng này, nhìn đã, đừng làm gì vội. Cộng này, chọn chiến dịch mới này, ở đây là lựa chọn, không có mục tiêu. Lý do sao thì xóa ra đã từng chia sẻ trên lớp rồi. Đơn giản, không mục tiêu, chọn hiển thị hay mua sắm ạ? Đúng rồi ạ, chọn đúng là mua sắm, nhưng mặc dù cái đấy ạ, trông có vẻ như hiển thị. Ha? Chọn đúng, mua sắm. Rồi, giả sử bạn có nhiều tài khoản Merchant Center kết nối vào, thì tại cái khu vực này bạn có thể chọn nhiều lúc, hiện tại chỉ có một. Nhưng mà nếu mà bạn có nhiều Merchant Center kết nối vào tài khoản này thì bạn có thể lựa chọn ở đây rất là nhiều ra, nhưng hiện tại chỉ có một thôi. Rồi sau đó ấn tiếp tục cho tôi. Đi đến giao diện tiếp theo thì dừng tay lại, các bạn làm việc. Đến đây giao diện như trên bảng thì dừng tay lại. Rồi. Không có tài khoản liên kết bởi vì nó khác email. Ok ạ, thế này đi. Trong trường hợp mà bạn không có tài khoản liên kết thì chúng ta liên kết trước vậy. Rồi, ở đây nhá, dừng lại đi trên bảng này. Tôi hướng dẫn các bạn liên kết với cả Merchant Center. Thao tác sẽ như sau. Các bạn quay trở lại cái phần Merchant đi ạ. Quay lại cái Merchant Center này. Quay trở lại cái Merchant Center này. Cái của tôi làm rồi nên đang kết nối rồi. Các bạn chưa làm thao tác này nó chưa kết nối. Ok ạ. Các bạn ấn vào ba chấm góc trên cùng bên tay phải, ấn chọn liên kết tài khoản. Ấn chọn liên kết tài khoản. Dạ. Nhớ nhé, ở Merchant Center góc trên cùng bên tay phải 3 chấm, chọn liên kết tài khoản. Ok, sau đó dừng tay lại này. Ở phần này các bạn tích cho tôi vào phần liên kết tài khoản, nhìn tôi làm mẫu nhé. Liên kết tài khoản thì mặc định ở đây, nếu mà cái email đó của bạn đã có Google Ads thì nó sẽ đề xuất ở đây. Đề xuất thôi, còn chưa liên kết nhỉ. Ok ạ. Thế thì các bạn ấn vào liên kết tài khoản này, các bạn dán cho tôi cái số ID tài khoản con. Nhớ nhá, ID là ID tài khoản gì ạ? Trung tâm. Còn ID tài khoản con nó nằm ở đây này, các bạn thấy không? Các bạn dán số ID tài khoản con đó vào cho tôi. Nhìn tôi làm mẫu này, copy, dán ID tài khoản đó, rồi dán vào này. Sau đó gửi yêu cầu liên kết. Ê, sao vẫn không lên? Gửi đi ạ. Gửi xong rồi làm sao? Ok, dừng tới lại đi trên bảng chị ạ. Nhìn tôi làm mẫu này các bạn ơi, nhìn làm mẫu này. Sau khi các bạn gửi liên kết ở đây rồi này, các bạn quay lại cái tài khoản Google Ads đó. Rồi, các bạn ấn vào hình cờ lê góc trên cùng bên phải, đó là công cụ. Và các bạn tích vào cái dòng tài khoản được liên kết ạ. Nhìn tôi làm mẫu này. Từ làm khi tôi bảo các bạn hãy làm đi lúc đó các bạn. Ấn vào công cụ này, ấn vào tài khoản liên kết này, và kéo xuống cái phần Merchant Center. Ở đây, Google Merchant Center này. Ấn vào chi tiết này. Và ấn vào xem chi tiết. Đó.
xem chi tiết. Rồi, và chấp thuận. Các bạn thấy không? Ok, làm đi ạ. Các bạn làm đi. Tức là Merchant Center mời cái ID này, sau đó vào tài khoản con đó bạn chấp thuận. Biết mà có nhiều tiêu đề không được. Kinh không? Up lên 3 cái, 3 cái bị từ chối hết cả 3 luôn. Trong web chưa được xác nhận rồi nha. Không truy lục được hình ảnh. Truy lục được hình ảnh có một cái thôi chứ. Thiếu giá trị mô tả một cái thôi. Đây là sửa. Thực là anh em sửa. Bạn nào không làm được gọi tôi ra hỗ trợ nhá. Dạ vâng. Không làm được. Rồi, để tôi hỗ trợ các bạn. Ok, có ai cần hỗ trợ không nào? Cái tự nó viết hoa chứ không phải là tại tôi viết hoa đâu. Cái này tôi chưa nói đến. Chúng ta đang vẫn đang ở phần kết nối Merchant Center với ép cuộc nhá. Chưa tạo chiến dịch đâu nhá. Chúng ta bỏ qua cái thao tác tạo chiến dịch vừa nãy nhá. Từ chúng ta chưa kết nối tài khoản. Không phải, tài khoản con. Cái này là của em đang ra ở trung tâm rồi. Ờ, cái của em là nó là tài khoản con, không phải tài khoản trung tâm. Vậy nên là nó chưa được tối ưu. Đây, của em đã được liên kết rồi. Vậy ok rồi, tìm bên đó cho tôi. Có ai cần hỗ trợ nữa không? Rồi, để lấy cho tôi. Rồi. Tài khoản con nào là tạo Google Shopping? Ở trên này mình đã tạo tài khoản Google Shopping chưa? Chưa. Để tạo tài khoản mới ghi là tên Google Shopping đi. Tạo tài khoản này. Thì tài khoản con này nó sẽ có số ID mới. Thấy không? Đó. Copy số ID này. Rồi, bằng cái Merchant Center này. Gắn nó vào. Tết vào, rồi gửi yêu cầu này. Thì nó sẽ kết nối với cả tài khoản con này của chúng ta. Đó, rồi. Tài khoản liên kết này.
Modern Center này, xem tin tiếp này, chấp thuận này, vậy là xong. Được. Vừa xuất tin đây của em đúng không? Số ID này là số này đúng không? Vâng. Rồi công ty này sắp xếp này. Rồi em đang có khoảng cách ở đầu này thôi. Đấy. Đấy. Rồi gửi yêu cầu xếp nào. Thấy chưa? Rồi. Đưa thử cách được. Đây là chi tiết này. Đấy về reset này. Rồi. Ai cần hỗ trợ không ạ? Cái này ạ, mình được liên kết chưa? Chưa được liên kết đúng không? Đây là tài khoản con của mình đúng không? Rồi, số ID nó là chính là 6174 đúng không? Mình điền vào đây chưa? Đây là link account này, điền số ID vào đó. Rồi. Xem link liên kết này. Ok. Tiếng Anh mình kém thì mình sử dụng tiếng sang chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt bằng cái ấn bát này nhé. Thì ấn dễ, ấn vào account setting này. Ok, ấn vào công cụ, ấn vào tài khoản được liên kết đến Merchant Center được chấp thuận. Ok, còn bạn nào ạ? Bạn nào hỗ trợ? Rồi, của em là sao? Của em không vào được mạng, chuyển được mạng đi. Chưa có. Chuyển được mạng đi. Còn bạn nào ạ? Chúng ta chưa tạo chiến dịch đâu nhỉ? Chúng ta đang kết nối tài khoản Merchant Center với cả tài khoản Google Ads. Vừa lại là tôi nhảy góc bởi vì tôi làm cái kết nối xong rồi. Ấn vào Merchant Center chi tiết. Ấn vào xem chi tiết. Ấn vào chấp thuận. Xong, vậy là hai cái đó không sang nhau. Ấn G xong ấn C. Ấn G. Rồi, ấn C. Rồi, điền chiến dịch xong. Còn ai nữa? Ai cần hỗ trợ nữa? Cái đường mạng ở cái máy tính của mình xem đường mạng khác xem nào. Sao máy tính này có vấn đề không? Cái trình duyệt máy tính của bạn đang bị nó cài đặt rất linh tinh, tức là nhiễm virus rồi. Thế nên là nên cài quy đi, nó thật đấy. Thế nên là vào cái trình duyệt nó cứ nhảy loạn hết lên, các bạn thấy không? Cứ nhảy loạn hết, linh tinh linh tinh rồi này. Đọc bây giờ Merchant Center doanh nghiệp của bạn là gì? Vừa lẽ nó làm cái gì? Email khác thì nên bật trình duyệt ẩn danh lên này. Mình ẩn danh rất nhiều này. Mình phải xác định là email nào trước. Đây đúng không? Đây có phải email tạo ra đấy không? Email tạo ra cái Merchant Center là gì? Email tạo ra Merchant Center là gì? Đúng là cái này không? Thì là email khác à? Sao vậy? Nếu mà cùng một lúc bật ẩn danh ra là như thế này thì nó đều tính là một thôi. Thế cái này là cái nào? Đây cái này là cái nào? Đây cái này có phải không? Bây giờ phải mở cái cho tôi Merchant Center thì tôi mới kết nối được ạ. Ok, các bạn làm xong rồi ấn GC đi đến tắt chuyển dịch cho tôi nào. Ấn G rồi ấn C, nhớ nhá, không ấn cùng lúc, ấn G nhả tay ra, ấn C đi đến tắt chuyển dịch cho tôi. Nếu không đến được thì tự tích ra cái tab chiến dịch cho tôi. Rồi, nhìn lại, tôi làm lại cái thao tác vừa nãy này. Tại đây này, các bạn cộng này, chiến dịch mới này, chọn là không mục tiêu này, chọn mua sắm này. Ok ạ, mặc định ở đây nó đã kết nối, thì nó sẽ có sẵn cho các bạn ở đây. Rồi tiếp tục, đi đến giao diện tiếp theo thì dừng lại. Ok, các bạn làm đi ạ. Lần này chắc chắn là có rồi. Làm đi, ấn G, ấn C, ấn G,
RC. Nếu mà nó không ấn được thì mình có thể ấn thủ công, nhưng mà cái của cách của em làm nó không đúng. Anh ấn được rồi đúng không? Cộng chiến dịch đi, cộng chiến dịch mới. Không mục tiêu. Mua sắm. Sao cái của em này thân vị này? Ấn reset lại đi. Các bạn nó, bạn nào mà vẫn chưa bị, ấn reset Ctrl và F5 nhá. Ctrl và F5 nhá, để nó không bị lưu lịch sử. Ctrl và F5 thì nó sẽ loát lại toàn bộ. RC điền chiến dịch. Các bạn thấy chưa? Nhưng các bạn vừa nãy không thấy, bây giờ có chưa? Có chưa? Rồi đúng rồi. Ấn tiếp tục đi, làm tốt lắm. Hello, đợi tôi tí. Thấy chưa? Kết nối được chưa? Bây giờ này, ấn vào này, ấn vào liên kết tài khoản này. Ở đây này, liên kết tài khoản này, gắn cho tôi cái số ID tài khoản F của con đi. Đâu, ID tài khoản F của con đâu? Đúng rồi, số ID đó. Đợi tôi một chút xíu bạn gái nhé. Rồi, gắn vào, rồi gửi liên kết đi. Vào tài khoản con vào đi. Vào tài khoản con. Đi tích vào hình của con. Ấn vào hình play. Bạn tăng sách rồi. Ấn vào hình play, ấn vào chọn tài khoản được liên kết. Chọn Merchant Center, rồi chấp thuận. Rồi. Rồi, bạn gái. Tôi đây. Cái này của em là giao diện còn chưa cũng kết. Thì cái này em chọn mua sắm luôn. Chọn mua sắm. Cái này của em là có vấn đề. Ấn RC đi, vì cái giao diện của em là giao diện con, nó rất là khó. Cộng chiến dịch này, chiến dịch mới này. Trời ơi. Kệ bừa, kệ bừa đi. Bỏ cái xài vào đây. Bỏ cái xài. Vì cái giao diện của bạn đó không phải là cái trung tâm nên nó bị như vậy. Đặt ngân sách thì nó bao nhiêu được? Gõ đi, gõ số, bấm số vào đấy số bao nhiêu được? Gõ từ khoản hiện được. Rồi, xong rồi. Còn ai chưa đến cái giao diện giống tôi không? Chúng ta lại nhìn trên bảng này. Ở đây ạ, những các bạn đã học rồi thì sẽ rất là dễ để thao tác những cái này, bởi nó cài đặt giống hệt những cái chiến dịch bạn đã học. Rất dễ rồi ạ. Tôi sẽ làm mẫu cho các bạn này. Nhập tên chiến dịch, bạn có thể đặt tên là Google Shopping để dễ phân biệt. Rồi, cái đó bổ sung thì các bạn có thể bỏ qua, không phải chọn gì cả. Đặt giá thầu, bạn sẽ đặt giá thầu thủ công hay tự động? Thủ công. Nếu các bạn sau này chạy Google Shopping nhá, các bạn đến một cái phần tối ưu, đó là theo dõi chuyển đổi. Sau khi mà bạn chuyển theo dõi chuyển đổi rồi, các bạn nên đặt giá thầu tự động tối đa hóa chuyển đổi. Cái học máy của Google mà tôi thường nhắc đến nhá, nó dựa vào cái tối đa hóa chuyển đổi đó để lọc ra đâu là đối tượng tiềm năng để nó tiếp cận với những người đó cho bạn có đơn hàng. Nhưng ở đây ạ, chúng ta sẽ bán nhiều sản phẩm. Có những sản phẩm nó có lợi nhuận cao, có những sản phẩm có lợi nhuận thấp, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ điều chỉnh
những cái sản phẩm có lợi nhuận chúng ta có thể đẩy ra đầu băng chuyển bằng cách tăng giá thầu. À, rồi thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn đấu thầu thủ công, sau này khi chạy một thời gian có chuyển đổi, tôi khuyến khích chuyển sang tự động từ năm hàng xuống chuẩn nhá. Ok ạ. Rồi ngân sách này cách phân phối này, nhìn tôi làm đã. Cách phân phối này, cách đấy này, cách phân phối này, vì sao chọn tăng tốc thì tôi đã từng nói ở trên lớp rồi đúng không? Ở đây ạ, nếu mà bạn chỉ có một chiến dịch thì bạn để cái mặc định đó, mặc định này được khuyến nghị nếu bạn chỉ có một chiến dịch mua sắm. Nếu bạn có nhiều hơn thì bạn có thể chọn một cái vừa một cái cao, hình dung chưa? Mạng thì bỏ, bao gồm đối tác tìm kiếm, lý do tại sao thì ở trên lớp rồi đúng không? Địa điểm, ví dụ như tôi chọn là Hà Nội đó. Tôi chọn vị trí thì các bạn chọn ô tích thứ bao nhiêu? Ô tích thứ 2. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc không phải lựa chọn. Bắt đầu ngay sau khi chúng ta cài đặt xong, kết thúc khi chúng ta muốn, chúng ta phải tạm dừng. Lưu và tiếp tục. Nhìn tôi đã chưa xong. Đặt tên nhóm quảng cáo, ABC gì đó tùy các bạn. Sói. Đặt giá thầu. Ở đây, ví dụ như tôi cho khoảng 3.000 đồng. Lưu. Xong. Vậy là cái đã xong một chiến dịch của shopping cực kỳ đơn giản. Thế thôi. Không phải biết quảng cáo, không phải lựa chọn cái gì khác cả. Không phải lựa chọn từ khóa. Rồi các bạn có 5 phút để tạo chiến dịch này đi. Sau đó tôi sẽ giải thích cho các bạn. Lo đến lần 3 cái. Cài đặt cực kỳ đơn giản. Vi phạm yêu cầu xong. Tôi nói rồi ạ, cài đặt nó còn nhanh hơn, đơn giản hơn cả chiến dịch tìm kiếm ấy. Không hiểu sai đâu. Sợ nó làm bị từ chối. Không muốn hiểu từ chối gì đâu. Nhưng không có thông báo cái lỗi của mình à đâu. Liên kết hình ảnh này là update, chưa update được. Tùy thôi, bây giờ giá khẩu cái này nó rẻ, cứ cho khoảng 3.000 đồng đi. 3.000. Nếu sản phẩm của bạn đang chạy tìm kiếm mà nó rẻ thì đặt rẻ hơn. Thấp nhất là 1 đồng, cái bạn ở góc cuối bên trái, bạn Lộc kia, tôi đã chạy cho bạn đi 1 đồng rồi. Đó, bạn góc cuối cùng này, Lộc giơ tay đi cho mọi người xem. Đó. Đã cứ có 1 đồng nữa. Mình không block rồi mà nhỉ. Điêu nhỉ, điêu quá trời. Điêu quá trời là điêu quá trời. Robot. Bên đấy nó nói là đã đếm vào hàng không có vấn đề mà. Nói chung là nó chắc là nó cần cái thời gian để nó update từ link từ bên này sang bên kia. Bên này thì nó đang cái này thì lên được quảng cáo rồi chưa? Ý là nó update từ lúc nãy mình mới sửa lại, tại vì nhìn kỹ thì thấy giống như là được mà nhỉ? Vào được mà. Xem nào. À, không được. Trời ơi. Không được này, không lấy được ảnh. Đâu, tôi đã nói chuyển đổi. Google có hai loại đấu thầu, một là thủ công hay tự động. Nhưng trong tự động nó lại chia ra CPA, CPM, CBC, CDC, ECDC là giá thầu tự động. Bán tự động, giá thầu nâng cao. Đó. Tức là trong tự động nó lại chia ra nhiều loại. Trong đó cũng loại là tối đa hóa chuyển đổi.
thì bắt đầu chúng ta chưa được biết được giá thầu nào sẽ tốt thì chúng ta chọn thủ công trước đã. Sau một thời gian khi có chuyển đổi nhiều, chúng ta sẽ có dữ liệu để gửi đi. Để giảm tốc đang làm tốn tiền. Hiện xong rồi thì nghỉ giờ, đi chơi giờ. Cái gì? Ok rồi. Chưa xong. Cái đã xong chưa? Em nhìn thấy cái dữ liệu đấy chưa? Ok rồi đúng không? Rồi dừng cái lại, nhìn trên bảng nào. Ở đây ạ. Các bạn thấy cài đặt một chiến dịch Google Shopping nhanh không? Không phải chọn văn bản quảng cáo, không phải viết 4 năm thông điệp quảng cáo cho một bộ từ khóa, không phải phân bổ những từ khóa nhỏ lẻ ra, chia ra nhiều cấp độ, đúng không? Cài đặt rất dễ, lâu nhất cái thời gian làm cái nguồn cấp dữ liệu. Chúng ta ghi bài tập về nhà. Vào lúc 14 giờ ngày thứ hai, hãy gọi điện lên Google số 18009294 và trong trường hợp không gọi được số đó thì gọi số mới của Google. Tôi đã đăng lên trên nhóm trở ra và những cái bạn đấy Google update là không gọi được thì gọi số mới đâu rồi, số mới đâu thì đó là đâu rồi này. Ở đây có thể chat với Google nhá. Đây số mới này 02444583161, số mới, số này gọi thì tốn tiền, số tiền gọi miễn phí. Hoặc bạn có thể chat với nhân viên Google và thao tác như trên mạng. Ok, gọi điện lên làm gì ạ? Gọi điện để hỏi họ cái Merchant Center mà các bạn vừa tạo ra đã được chấp thuận chưa? Thường sau 72 giờ, trong trường hợp sau 72 giờ mà chưa được chấp thuận thì bạn gọi điện để cho nó chấp thuận một cách nhanh chóng. Hình dung lên chưa? Bài tập của bạn chỉ là như thế thôi. Để có thể ít nhất nó có thể chạy trong nửa ngày trước khi đi học buổi ngày thứ hai là chúng ta có dữ liệu rồi. Đấy, chúng ta có dữ liệu rồi. Ngay khóa học ở ngoài Hà Nội là nó chạm đến ngày thứ hai là có học viên đã thể chạy ầm ầm rồi, chạy dữ liệu rồi. Còn về vấn đề nó đang là chạy tất cả sản phẩm chia ra như thế nào, tối ưu làm sao, ngày thứ hai chúng ta học và hẹn gặp lại. Hãy cho chồng tới đây ạ. Ok ạ, rồi. Về hãy đọc qua những cái tài liệu tôi đưa lên trên nhóm nhá. À,